Jeremy chương 6. Jerusalem bị bao vây. Hỡi Benjamin, hãy chạy để cứu mạng, hãy chạy ra khỏi Jerusalem, hãy thổi kèn chiến trận trong thành Tekoa, hãy giương cờ báo động trên tỉnh Beth-Hakerem. Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc, sự tàn phá khủng khiếp đang vồ lấy ngươi. Hỡi Jerusalem, ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi là kẻ mảnh mai dịu dàng. Các kẻ chăn chiên và bầy mình sẽ đến đánh Jerusalem, họ sẽ dựng lều quanh nó, mỗi một người chăn lo riêng cho khu vực mình. Họ bảo, hãy sẵn sàng tiến đánh Jerusalem, hãy đứng lên, chúng ta sẽ tiến đánh vào buổi trưa. Nhưng chúng sẽ bảo, không được, quá trễ rồi, bóng chiều tà đã ngã dài, vậy hãy đứng lên, chúng ta sẽ tấn công lúc ban đêm. Chúng ta sẽ tiêu hủy các tháp canh vững chắc của Jerusalem, đấng toàn năng phán như sau: hãy đốn hết cây cối quanh Jerusalem, xây một đồi đất tấn công lên đến chót của vách nó, phải trừng trị thành này. Bên trong nó chẳng có gì ngoài cảnh nô lệ. Israel luôn gây thêm điều gian ác mới, như giếng nước tạo ra nước trong và mát. Người ta nghe tiếng bạo động và tàn phá bên trong thành. Ta có thể nhìn thấy bệnh tật và thương tổn của Jerusalem. Hỡi Jerusalem, hãy nghe lời cảnh cáo này. Nếu không, ta sẽ quay lưng khỏi các ngươi, khiến xứ các ngươi ra sa mạc hoang vu không ai ở. Chúa toàn năng phán như sau: hãy gom góp các dân sống sót của Israel lại, như ngươi móc các trái nho còn sót trên cành. Kiểm điểm cây nho lần nữa, như người ta thu góp trái nho. Tôi nói với ai bây giờ? Tôi cảnh cáo ai đây? Ai bằng lòng nghe tôi? Dân Israel đã bịt tai để khỏi nghe lời cảnh cáo của tôi. Họ không thích nghe lời Chúa phán, họ không muốn nghe lời Ngài. Nhưng tôi đầy ắp cơn thịnh nộ của Chúa, tôi chán không muốn giữ nó trong người. Hãy trút cơn giận ta trên các trẻ nhỏ đang nô đùa trong phố và trên các thanh niên đang tụ tập. Cả chồng lẫn vợ sẽ bị cơn thịnh nộ Ngài ập bắt, người già cả cũng vậy. Nhà cửa họ sẽ được giao cho người khác cùng với ruộng nương và vợ họ. Vì ta sẽ giơ tay ra trừng phạt dân Giu-đa, Chúa phán vậy. Tất cả mọi người từ sang đến hèn đều tham tiền, thậm chí nhà tiên tri và thầy tế lễ cũng đều nói dối. Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta làm như vết thương sơ sài. Chúng bảo, không sao, không sao, nhưng kỳ thực chẳng phải vậy. Chúng phải biết xấu hổ về hành vi của mình, nhưng chúng lại không biết xấu hổ gì cả. Chúng cũng chẳng biết hổ thẹn về tội lỗi mình, cho nên chúng sẽ ngã quỵ cùng với những người khác. Chúa phán, khi ta trừng phạt chúng, chúng sẽ ngã xuống đất. Chúa phán như sau, hãy đứng chỗ ngã tư đường và nhìn, hỏi thăm đường cũ ở đâu, rồi hỏi đường nào đúng mà đi theo đó. Làm như vậy, các ngươi sẽ tìm được nơi an nghỉ cho mình. Nhưng chúng đáp, chúng tôi không muốn đi con đường đúng, ta đã đặt lính gác để canh chừng các ngươi. Hãy lắng nghe tiếng kèn chiến trận trỗi lên. Nhưng chúng bảo, chúng tôi không muốn nghe. Cho nên hỡi các dân hãy nghe, hỡi các nhân chứng hãy để ý, hãy nhìn những gì ta đã làm cho dân Giu-đa. Hỡi các dân trên đất hãy nghe điều này, ta sẽ mang thảm họa đến cho dân Giu-đa vì những điều ác chúng âm mưu. Chúng không thèm nghe lời khuyên ta và gạt bỏ lời giáo huấn ta.
sao các ngươi mang của lễ bằng trầm hương từ đất Sê-ba đến cho ta làm gì? Sao các ngươi mang quế hương từ xứ xa xôi đến cho ta làm chi? Ta sẽ không nhận của lễ thiêu của các ngươi đâu. Những sinh tế các ngươi không làm vừa lòng ta. Cho nên đây là lời Chúa phán: ta sẽ gây khó khăn trước mặt Giu-đa, cả cha và con đều té nhào, láng giềng và bạn hữu cùng chết chung. Chúa phán như sau: này, có một đạo quân từ miền Bắc tràn tới, một dân đông đảo đang tiến đến từ vùng đất xa xôi. Các chiến sĩ chúng nó đều mang cung và giáo. Chúng nó rất hung bạo, không có lòng nhân đạo đâu. Khi chúng phi ngựa, nghe như tiếng sóng biển gầm thét. Đạo quân ấy đang tập họp sẵn sàng ra trận, sẵn sàng tấn công ngươi đó, hỡi Jerusalem. Chúng ta đã nghe tin về đạo quân đó và đâm ra tê liệt vì hoảng sợ. Chúng ta bị cơn đau đớn bắt lấy như đàn bà đang đau đẻ. Đừng đi vào trong ruộng hay đi trên đường, vì kẻ thù mang gươm giáo, bên nào cũng đáng sợ cả. Hỡi dân ta, hãy mặc vải xô và lăn trong tro bụi để tỏ dấu buồn rầu. Hãy than khóc cho những kẻ đã chết như thể khóc cho con mình, vì kẻ hủy diệt sẽ đến trong nay mai để nghịch lại chúng ta. Hỡi Giê-rê-mi, ta đã khiến ngươi làm một tay thợ thử kim khí. Dân ta giống như quặng kim khí, để ngươi biết mà thử các việc làm của chúng nó. Toàn thể dân ta đã chống nghịch ta và đều ương ngạnh. Chúng đi quanh tung tin láo khoét lẫn nhau. Chúng như đồng và sắt bị rỉ sét, tất cả đều thối nát. Lửa được quạt cho nóng thêm, nhưng chỉ lấy được chì từ trong lửa. Không có kim loại nguyên chất chảy ra, điều ác chưa được cất ra khỏi dân ta. Dân ta sẽ được gọi là bạc bị ném bỏ, vì Chúa đã ném bỏ họ. Jeremy chương 7. Lời tiên tri của Jeremy về đền thờ. Đây là lời Chúa phán cùng Jeremy: hãy đứng nơi cửa đền thờ và tuyên bố sứ điệp này. Hỡi tất cả dân Giu-đa, hãy nghe lời Chúa phán. Hỡi tất cả các ngươi là kẻ đi qua các cổng này để thờ phụng Chúa, hãy nghe lời sau đây. Chúa toàn năng, Thượng Đế của Israel phán: hãy thay đổi lòng mình và làm điều thiện, thì ta sẽ để cho các ngươi sống trong đất này. Đừng nghe lời dối gạt của những kẻ bảo: đây là đền thờ Chúa, đây là đền thờ Chúa, đây là đền thờ Chúa. Các ngươi phải thay đổi nếp sống và làm điều thiện, phải đối xử công bằng với nhau. Các ngươi không nên ức hiếp kẻ lạ, trẻ mồ côi và người quá bụa. Không được giết người vô tội nơi đây. Chớ đi theo các thần khác, nếu không chúng sẽ tàn hại đời các ngươi. Nếu các ngươi làm những điều ấy, thì ta sẽ để cho các ngươi sống trong đất này là đất mà ta ban cho tổ tiên các ngươi, để giữ làm sản nghiệp đời đời. Nhưng xem kìa, các ngươi tin tưởng vào những lời dối gạt vô bổ. Các ngươi sẽ ăn cắp, giết người và gian dâm sao? Các ngươi sẽ vu khống kẻ khác sao? Các ngươi sẽ đốt hương cho thần Ephraim và đi theo các thần khác mà mình chưa biết sao? Nếu các ngươi làm như thế mà các ngươi nghĩ có thể đến trước mặt ta và đứng tại nơi đây, là nơi mà ta đã chọn để được thờ lạy sao? Các ngươi nghĩ rằng mình có thể nói: chúng ta bình yên vô sự, trong khi vẫn làm những chuyện ghê tởm đó sao? Nơi này là nơi mà ta đã chọn để được thờ phụng, thì các ngươi xem chẳng khác nào sào huyệt lũ cướp. Chúa phán: ngươi phải biết rằng ta đang canh chừng các ngươi. Hỡi dân cư Giu-đa, bây giờ hãy đi đến Si-lô, chỗ ta chọn làm nơi thờ phụng đầu tiên. Hãy nhìn những gì ta đã làm cho nó, vì những điều ác dân Israel đã làm,
Các ngươi là dân Giu-đa cũng làm những điều ác tương tự. Chúa phán vậy: Ta đã cảnh cáo các ngươi nhiều lần, nhưng các ngươi không thèm nghe. Ta gọi, nhưng các ngươi không trả lời. Cho nên ta sẽ hủy phá nơi mà ta đã chọn để được thờ phụng tại Jerusalem. Các ngươi tin cậy nơi đó là nơi mà ta đã ban cho các ngươi và tổ tiên các ngươi. Nhưng ta sẽ hủy phá nó như đã hủy phá Silo. Ta sẽ xô các ngươi ra xa khỏi ta như ta đã xô thân nhân các ngươi là dân Israel. Còn về phần ngươi, hỡi Giê-rê-mi, đừng cầu thay cho dân này. Đừng nài xin ta giúp họ vì ta sẽ không nghe ngươi đâu. Ngươi không thấy điều chúng ta đang làm trong các thị trấn Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con cái đi lượm củi, cha dùng củi để chùm lửa. Đàn bà nhồi bột làm bánh rồi dâng cho nữ vương trên trời. Chúng rót của lễ uống ra cho các thần khác để chọc giận ta. Chúa phán, ta không phải là đấng mà chúng làm tổn thương đâu. Chính chúng tự làm tổn thương mình và chuốc lấy hổ nhục cho mình. Sự vâng lời tốt hơn sinh tế. Cho nên Chúa phán như sau: Ta đã trút cơn thịnh nộ của ta lên nơi này, lên người và súc vật, lên cây cối trong đồng và mùa màng trên đất. Cơn thịnh nộ ta sẽ như lửa hừng, không ai dập tắt được. Chúa toàn năng, Thượng Đế của Israel phán: Hãy dâng của lễ thiêu cùng với các sinh tế khác và ăn thịt của lễ đó. Khi ta mang tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai Cập, không những ta chỉ nói với họ và ban chỉ thị cho họ về của lễ thiêu và sinh tế mà thôi đâu, ta cũng cho họ mệnh lệnh này: Hãy vâng lời ta, thì ta sẽ là Thượng Đế các ngươi và các ngươi sẽ là dân ta. Hãy làm theo điều ta truyền để phước hạnh đổ trên các ngươi. Nhưng tổ tiên các ngươi không nghe, cũng không đếm xỉa gì đến ta. Chúng ương ngạnh và chỉ làm theo điều lòng mình muốn. Chúng đi giật lùi, không chịu đi tới. Kể từ khi tổ tiên các ngươi ra khỏi Ai Cập, ta đã sai các tôi tớ ta, các nhà tiên tri đến cùng các ngươi nhiều lần. Nhưng tổ tiên các ngươi không nghe, cũng không thèm đếm xỉa đến ta. Chúng ương ngạnh và làm ác hơn cả tổ tiên mình nữa. Hỡi Giê-rê-mi, ngươi sẽ nói những điều đó cho dân Giu-đa, nhưng chúng sẽ không nghe ngươi đâu. Ngươi sẽ gọi chúng, nhưng chúng sẽ không trả lời. Cho nên hãy bảo chúng, đây là một dân tộc không vâng lời Chúa là Thượng Đế mình. Dân này không học được gì khi ta sửa trị chúng. Chúng không nói sự thật. Sự thật đã biến mất khỏi môi miệng chúng. Thung lũng giết chóc, hãy cắt tóc ngươi và ném bỏ đi. Hãy đi lên đồi trọc và kêu la, vì Chúa đã từ bỏ dân này. Ngài quay mặt khỏi họ và sẽ trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ Ngài. Dân Giu-đa đã làm điều ác, Chúa phán vậy. Chúng đã dựng các thần tượng đáng gớm ghiếc ở nơi ta chọn để thờ phụng và biến nơi đó ra nhơ nhớp. Dân Giu-đa đã xây các nơi thờ cúng địa phương ở Tô-phết trong thung lũng bên Hinnom. Họ thiêu con trai, con gái mình để tế thần. Điều mà ta không bao giờ dặn bảo, ta không hề có ý nghĩ đó. Cho nên ta cảnh cáo các ngươi. Chúa phán, sắp đến ngày người ta không gọi nơi này là Tô-phết hay thung lũng bên Hinnom nữa. Họ sẽ gọi nó là thung lũng giết chóc. Chúng sẽ chôn những người chết trong Tô-phết cho đến khi không còn đủ chỗ chôn nữa. Rồi các xác chết sẽ làm thức ăn cho chim trời và muôn thú. Sẽ không còn ai sống sót để đuổi chúng nó đi. Ta sẽ chấm dứt tiếng reo vui của cô dâu và chú rể. Sẽ không còn có tiếng reo vui trong các thành phố của Giu-đa hay trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, vì đất sẽ hoang vu như sa mạc.